Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lê Minh. Nói chung thì mình cũng theo dõi tin tức hàng ngày và tham gia các đấu trường mà tụi chống cộng, cái đám súc vật ngụy nô chống cộng cực đoan ô hợp, tụi nó ở những cái đấu trường nó xuyên tạc chống phá Việt Nam không từ mọi cái thủ đoạn, cho nên mình thấy có những câu chuyện mà rất những cái sự việc mà những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước nó đưa ra toàn là ảo và những cái điều mà nó mơ hồ, và trong cái cuộc sống mà chúng ta đối diện hàng ngày, anh chị các bạn. Cho nên là mình thấy vậy, và hôm nay mình chia sẻ với anh chị các bạn. Mình lên không gian mạng thì cũng có một số anh chị em các bạn đưa những cái thông tin về vấn đề tình hình kinh tế Việt Nam trong nước mà lỗ lã làm ăn chính phủ, những cái mà cổ phần công ty mà thuộc chính phủ điều hành đó, các bạn thấy như là Việt Nam Airlines và cái gì đoàn tàu đường tàu Cát Linh đó. Thì gần đây cái tụi chống cộng cũng như một số người ở trong nước, tôi thấy một số anh em họ không hiểu, họ cũng cảm thấy bức xúc. Các bạn biết vấn đề kinh tế mà, với lại nhất là trong cái thời kỳ mà kinh tế khó khăn hiện nay, nó bao trùm khắp thế giới chứ không phải riêng vì ở Việt Nam đâu. Những cái khó khăn về kinh tế rồi nó vô cùng khó khăn, cho nên nó ảnh hưởng toàn cầu, và những cái kinh tế trong nước nó cũng có những cái bị bấp bênh, như là những cái đoàn tàu Cát Linh thì các bạn thấy khi điều hành thì nó lỗ lã, đâu có ai mong muốn, nhưng mà nó cũng cái đồng, những cái đồng tiền đó nó cũng xung vào trong cái lợi ích quốc gia thôi, trong cái nội lực kinh tế của đất nước, chứ không phải giống như là một số những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước nó kêu gào khóc. Còn ở bên Mỹ thì các bạn biết, tôi đem chia sẻ các bạn biết là những cái công ty, những cái nơi cổ phần mà tụi Mỹ nó điều hành đó, các bạn biết nó lỗ toàn là tiền thuế của chính quyền liên bang bù lỗ cho tụi nó không. Ngay cả cái thằng bưu điện, các bạn biết cái thằng bưu điện hôm kia tôi chia sẻ là nó lỗ 69 tỷ đô la trong 11 năm qua gì. Nhưng mà hôm nay nó đã tăng lên 78 tỷ đô la rồi đó. Chỉ riêng trong cái quý 1 của năm 2022 thôi mà các bạn thấy nó đã lỗ 1.5 tỷ rồi. Nhưng mà thằng chính phủ Mỹ nó cũng không cách nào nó cải cách được hết. Nó phải ôm và để đặng nó điều hành, tại vì nếu mà nó phá sản cái thằng bưu điện này thì không được, mà nó giao cho tư nhân cũng không thằng nào dám ôm hết, các bạn thấy. Bởi vì ở cái tư nhân nó đã có nhiều cái bưu điện tư nhân nó làm việc, nó cạnh tranh của nó rồi, thì cái thằng chính phủ này, tại vì nó có hàng triệu những cái người mà lao động mà chính phủ phải trả tiền hiện nay đó, cho nên nó không thể nào mà nó dẹp được, nó không thể nào mà nó giải thể được. Nó giải thể rồi những người kia tiền bạc rồi lương bổng rồi những cái pension họ làm việc á, thì nó lấy đầu này nó đắp đầu nọ. Thằng Mỹ các bạn biết nó khủng khiếp lắm, chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Thì nó cái đó nó cũng là đi vào trong cái nội lực của cái nền kinh tế Mỹ thôi, nó lấy đầu này đắp đầu nọ, chứ không phải là làm ăn chính quyền phủ làm ăn cái gì cũng phải là lợi hết. Cho nên nhiều khi mình nghe lỗ chỗ này lỗ chỗ kia, mình ngồi đó mình thấy mình tiếc. Nhưng mà các bạn nghĩ rằng chính quyền Việt Nam cũng vậy, người ta làm ăn thì họ thu về những cái lợi nhuận ở những nơi khác, nó bù qua và nó đắp lại, và những cái lỗ đó nó cũng không có đến nỗi làm suy sụp cái nền kinh tế. Các bạn thấy nó bổ sung vào trong cái lợi ích cộng đồng thôi,
Các bạn nghĩ đi, những cái hàng nghìn những cái công ăn việc làm ở những cái đoàn tàu cát linh, rồi những công việc này, cuộc sống của người dân họ mưu sinh hàng ngày, họ đi lại, lợi ích công cộng, nó nhiều thứ xảy ra đó. Cho nên Bình Định đừng có nhìn những cái mà lỗ, những cái mà lỗ thấy là làm kinh tế chính phủ lỗ, là mình ngồi đó mình bức xúc, bắt đầu mình chống phá xuyên tạc đất nước. Các bạn thấy cái đó là chỉ có cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại, tụi nó ngu sững và nó không biết thôi. Chứ trời ơi, thằng Mỹ này các bạn biết, ngay cả những cái công ty hàng không, ngay cả ngân hàng, rồi những cái hệ thống gọi là corporation, những cái hệ thống mà ở Việt Nam giống như là những cái công ty mà thuộc về trách nhiệm hữu hạn, mà loại hạng lớn, loại corporation, các bạn biết nó được những cái tập đoàn lớn cổ phần quá trong đó rồi, nó cũng lộ lạ tùm lum, rồi nó cũng phải bù bên này bù bên kia, rồi thằng chính phủ cũng phải đổ tiền cho nó để nó sống còn. Chứ thằng chính phủ mà các bạn nghĩ đi, nó không đổ tiền vô trong đó để bù lỗ cho mấy hàng công ty đó, mấy hàng công ty đó mà dẹp tiệm, thì các bạn nghĩ đi, dân Mỹ thì cả cái nền kinh tế Mỹ nó sẽ sụp, tại vì không ai có công ăn việc làm hết, nó sẽ phá sản. Cho nên năm 2008 khi nền kinh tế Mỹ mà nó bị suy sụp á, các bạn thấy dân lao động phổ thông nó đâu có cứu đâu, họ mất nhà mất cửa thì họ làm lại từ đầu, chứ nó bỏ ra 3.000 tỷ nó cứu những cái bọn tài phiệt, những cái công ty lớn, tại vì những công ty này nó tạo ra những cái công ăn việc làm cho những cái người tầng lớp lao động phổ thông để lặng nó giật dậy cái nền kinh tế. Đấy, khi chỉ cái đó là cái quy luật trong cái mô hình mà kinh tế xã hội thôi. Cho nên chúng ta là những người yêu nước, tôi thấy các bạn, một số những người mà các bạn tham gia Facebook, các bạn bức xúc, các bạn không nên. Chúng ta nên tìm hiểu cuộc sống của mình an bình, mình làm ăn mà mình đi kiếm được tiền ra thì mình mừng rồi. Còn những công ty lỗ lã thì cái xã hội ngày nay nó là thương trường, nó là chiến trường rồi. Nhất là cái nền kinh tế định hướng hiện nay hội nhập nữa, nó muôn màu muôn hình muôn mặt à. Các bạn biết những cái công ty tụi Mỹ cũng vậy, nó làm nhiều khi nó mới xây lên ở cái góc đường đó, nhìn thấy nó hoành tráng lắm, cái cơ sở thương mại của nó, nhưng mà nó thấy không được, nó đập bỏ. Ngàn ơi, nó xây bạc hàng chục triệu đô la, nó đập bỏ, nó làm lợi, tại vì nó có nhiều chi nhánh để miễn sao nó kiếm được tiền thôi. Có nhiều khi những cái chi nhánh này nó lỗ, nó bù qua những cái chi nhánh khác, những cái chi nhánh mà nó lời nó bù qua bù lại, thì cái thương trường nó là như vậy. Cho nên chúng ta đừng không các bạn không có nên mà hù theo cái đám chống cộng, cái đám ngụy nô ở hải ngoại, tụi nó tiên truyền láo khuyết, nó đem những cái mà những công ty ở trong nước mà của nhà nước quản lý bị lỗ để đặng mà nó gây sự bức xúc cho dân chúng trong nước, tại vì cái dân trí của mình á, mấy người dân của mình không có cái sự gọi là họ, cái dân trí họ không có đủ để họ nhận định đâu là thật đâu là giả, cho nên họ bức xúc. Chính vì vậy mà mấy cái tụi chống cộng ở hải ngoại nó nắm được những cái tâm lý đó, nó phá, nó tiên truyền, nó mỹ dân, nó phá Việt Nam. Còn ở cái xứ mà tụi nó đang ở, tôi nói chuyện các bạn mà lên mạng, các bạn biết tiếng Anh, các bạn research, có nghĩa là các bạn đi tìm hiểu, các bạn học hỏi, các bạn thấy rất là thú vị. Các bạn biết hàng Mỹ, tôi theo cái thống kê đó là năm 2016, mà các bạn biết theo như tôi tìm hiểu đó, là hàng năm hàng Mỹ nó bỏ ra 500 tỷ đô la để đặng mà nó cứu trợ những cái công ty, những công ty tư nhân đó, các bạn thấy đó. Để đặng mà nó cứu trợ những công ty đó, nó bù lỗ cho những công ty đó. Ngay cả ngành nông nghiệp Mỹ cũng vậy, họ nó cũng bù lỗ cho những cái ngành đó. Ôi chàng ơi, tiền thế thằng Mỹ các bạn biết nó bỏ ra, tôi nói nếu mà tính hàng ngàn tỷ chứ không phải giỡn đâu. Cho nên
cái vấn đề mà làm ăn thương trường là chiến trường thôi. Miễn sao cái cuộc sống của người dân mà ấm no hạnh phúc, mà ai cũng có công ăn việc làm, họ kiếm ra, họ lao động, họ kiếm ra tiền đó, là điều đó là rất là đáng mừng. Quá trình con kết vua rồi cái... Các bạn thấy đó là điều đáng mừng thôi. Chứ còn không thì mình cứ nhìn vào những cái tiêu cực, các bạn sẽ cảm thấy tại sao mà nhà nước làm ăn cứ lỗ, nhưng mà nó bên này nó đắp bên kia nó đắp bên nọ. Cái mô hình kinh tế nó là như vậy thôi. Con xin mình dừng lại ở đây. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye, bye bye, bye bye.